Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình khuyên Nguyễn Phú Trọng chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam hôm 8 tháng 2, ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh hải và khuyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý và khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển hòa bình và ổn định của khu vực. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2016. Cũng vào hôm 9 tháng 2, Tân Hoa Xã đã trích lời ông Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Việt Nam vừa kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 13, nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đáp lại rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng. Ông Trọng cũng tái khẳng định rằng, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là mục tiêu hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đất nước cũng như theo Tân Hoa Xã. Hồi tháng 7 năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Hoa Kỳ trong việc tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Trước đó, truyền thông của Trung Quốc cũng đưa ra lời dọa dẫm Việt Nam trong việc Hà Nội thiết lập mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng thắt chặt hơn với Washington. Cũng theo Tân Hoa Xã, vào hôm 9 tháng 2, ông Tập Cận Bình lặp lại những lời khuyến dụ cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Hà Nội trong việc tăng cường phối hợp tiến hành kế hoạch kinh tế hai hành lang một vành đai nhằm thúc đẩy xây dựng các khu vực hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dịp này nhấn mạnh rằng hai nước Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Truyền thông Việt Nam không đề cập nhiều đến nội dung cuộc điện đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình mà chỉ xoay quanh việc ông Tập chúc mừng ông Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 và việc ông Tập gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón tiếp cổ truyền Tân Sửu an khang thịnh vượng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng phát biểu tình phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc khi tiến vào hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Một vài người viết trên trang Facebook cá nhân đã bày tỏ sự bực tức trước lời chúc mừng năm mới Tân Sửu từ nhà lãnh đạo nước láng giềng phương Bắc. Blogger Nguyễn Hiếu Vinh thì viết như sau: mục đích của cuộc điện đàm giữa hai bạn vàng đâu phải để chúc Tết dân Việt. Ông Vinh bình luận như vậy sau khi báo Tuổi Trẻ chạy dòng tít: ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam. Còn nhà báo Tự Do Chu Vĩnh Hải thì viết như sau: chắc chắn một điều rằng phần lớn người dân Việt Nam không muốn ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam và cũng không thèm đón nhận lời chúc Tết của ông ấy. Tôi, một người dân Việt Nam, phản đối lời chúc Tết của ông Tập. Ông Hải viết thêm, kể từ khi lên nắm quyền cai trị Trung Quốc, chính quyền của ông Tập đã gia tăng các hành động chiếm giữ biển đảo của Việt Nam, khiến cho Việt Nam không chỉ mất chủ quyền biển đảo mà còn mất mát rất nhiều về các lợi ích kinh tế. Ông Tập Cận Bình chúc mừng Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ 3 cũng là thông tin được dư luận trong và ngoài nước quan tâm tiếp tục bàn luận. Không lâu sau khi tin ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, ông Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp phía Việt Nam. Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời nội dung bức điện cho biết ông Tập bày tỏ vui mừng khi biết ông Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Trọng và tới ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh trong năm 2020, giàn khoan Repsol đã phải rút khỏi Biển Đông trước áp lực của Trung Quốc khiến Việt Nam phải bồi thường 1 tỷ đô la. Theo ông Tập Cận Bình, kể từ sau Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trọng đứng đầu, đã tăng cường xây dựng Đảng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam, đạt được một loạt thành tựu trong công cuộc đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cũng cho rằng
sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 bắt đầu chặng đường mới trong công tác đổi mới xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của ông Trọng và ban lãnh đạo Đảng khóa mới. Những thành tựu to lớn hơn sẽ đạt được trong nhiều sự nghiệp khác nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam. Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiện và cũng là một cộng đồng có chung tương lai, có ý nghĩa chiến lược. Ông Tập đặc biệt coi trọng quan hệ giữa Đảng và giữa hai nước và sẵn sàng làm việc với ông Trọng để tăng cường liên hệ hợp tác chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Được biết vào hồi năm 2017, khi đang thưởng trà sau chuyến thăm nhà sàn ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đã bày tỏ với ông Tập Cận Bình là trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là lãnh đạo quốc gia duy nhất đến nay chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam có tên trong tài liệu mật về chiến lược an ninh của Nhà Trắng cũng là thông tin hiện nay được trong và ngoài nước bàn thảo. Đây là hình ảnh lực lượng tác chiến tàu sân bay Nimitz cùng tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan hiện diện ở Biển Đông vào ngày 6 tháng 7. Một tài liệu được Nhà Trắng giải mật vào hôm 12 tháng 1 cho thấy Việt Nam nằm trong số các quốc gia Đông Nam Á và Washington muốn thúc đẩy về hợp tác an ninh trong chiến lược một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở với mục tiêu kiềm tỏa Trung Quốc. Tài liệu này được xem là tiền đề cho các chính sách và hướng dẫn xuyên suốt của chính phủ Hoa Kỳ trước sự bành trướng của Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống mới. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố tài liệu có tiêu đề khung chiến lược của Hoa Kỳ với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sau đây gọi là khung chiến lược, vào hôm 12 tháng 1. Tài liệu này được hình thành trong đầu nhiệm kỳ của ông từ năm 2017, trong đó khái quát tất cả những hướng dẫn mà Washington đã và đang thực hiện trong suốt 3 năm qua đối với khu vực có dân số và nền kinh tế năng động nhất thế giới. Cuối năm 2017, tại Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump đã hé lộ về chính sách này trước khi ông phê chuẩn vào tháng 2 năm 2018. Tài liệu dài 10 trang, trong đó có một ít chỗ bị bôi đen, nêu bật các thách thức an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực và bày tỏ các chính sách hướng dẫn cụ thể đối phó với Bắc Kinh. Ngoài việc thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng với các đồng minh và đối tác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Đài Loan, chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi đó còn hướng dẫn cách tiếp cận với khối ASEAN bằng cách làm nổi bật vai trò trung tâm của ASEAN như một thành phần cốt lõi của chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, tăng cường quan hệ của chúng ta với Singapore, Malaysia, Việt Nam và Indonesia, tài liệu đã viết như thế, nhằm thúc đẩy và củng cố vai trò trung tâm của Đông Nam Á và ASEAN trong cấu trúc an ninh của khu vực và đồng hành cùng với khối này trong việc đưa ra tiếng nói thống nhất về các vấn đề chính. Trong một tuyên bố đề vào ngày 5 tháng 1 và được công bố hôm 12 tháng 1 về việc giải mật khung chiến lược này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khi đó là Robert O'Brien cho biết khung chiến lược và hướng dẫn sự phát triển của nhiều chính sách kế hoạch dưới khung nêu rõ cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các vấn đề cụ thể và tầm quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và hơn thế nữa, chẳng hạn như phương pháp tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khung chiến lược của Hoa Kỳ để đối phó với bành trướng về kinh tế của Trung Quốc, kế hoạch và chiến dịch của Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc đối với các tổ chức quốc tế và những vấn đề khác liên quan. Đây là hình ảnh ông Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien khi đó. Cùng với các tài liệu khác, khung chiến lược này đã hướng dẫn các hành động cho toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định tại khu vực, bao gồm chủ quyền, tự do hàng hải và hàng không, có đi có lại trong thương mại và đầu tư, tôn trọng quyền cá nhân và pháp quyền và tính minh bạch. Thông cáo của Cố vấn An ninh Quốc gia đã viết như thế. Ông O'Brien viết tiếp, tại Đà Nẵng, Việt Nam vào năm 2017, trong chuyến công du dài nhất đến khu vực này trong hơn 1/4 thế kỷ của một Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã đúc kết một chính sách cùng với tầm nhìn của Thủ tướng Nhật Bản Abe kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khu vực này, theo Tổng thống Donald Trump khi đó, là một nơi các quốc gia có chủ quyền và độc lập với nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau, tất cả để có thể cùng nhau thịnh vượng và phát triển trong tự do và hòa bình. Cũng theo ông O'Brien, việc giải mật khung chiến lược này cho thấy sự minh bạch cam kết chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
và với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 với bản tin Tập Cận Bình khuyên Nguyễn Phú Trọng chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.